Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, một ngày tràn đầy năng lượng. Mọi người ơi, mọi người thấy Xuyên đang ngồi ở đâu không? Xuyên đang ngồi ở bên một cái cửa đặt đầy ánh nắng chói chang luôn. Ánh nắng chói chang á rất là tốt, nó đã tạo cho mình nhiều không khí, tạo cho mình nhiều cảm giác, nhiều năng lượng. Tuy nhiên thì cái ánh nắng chói chang này nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sắc đẹp, đến cái làn da, đến cái sắc diện da của mình. Thì hôm qua công ty vừa xuất hàng lô hàng đầu tiên cho tất cả các hệ thống, là kem chống nắng LV Skin mới vừa ra luôn. Kem chống nắng này rất là quan trọng, rất là cần thiết vào cái quá trình dưỡng da hàng ngày của mình. Tại vì ngoài cái việc mà kem chống nắng chống lại cái sự tác động của tia nắng ra, nó sẽ giúp bảo vệ và nó có thành phần sẽ làm cho da mình trắng sáng mịn màng, một lớp mịn màng không cần phải trang điểm make up. Tại vì da mà sau khi tái tạo rồi á, da của mình đã mịn, da của mình không có bị vấn đề bệnh lý nặng nữa, mà da của mình chỉ cần một lớp dưỡng ban ngày, mà có thêm cái chống nắng, có lại cái sự thành phần tác động của tia nắng, tia UV thì quá lý tưởng, quá tuyệt vời đúng không cả nhà. Em này đang cực kỳ hot, đang rất là hot, được các khách hàng rất là tin chuộng, rất là đặt hàng rất là nhiều luôn, cho nên ai cũng phải sở hữu một em, tại vì kem chống nắng ban ngày là rất là quan trọng nha cả nhà. Ánh nắng rất là đẹp, ánh nắng rất là tốt. Tuy nhiên thì ánh nắng, nếu như mình không biết bảo vệ da mình trước sự ánh nắng thì da của mình sẽ bị vấn đề sạm nám, rất là dễ bị sinh cái hắc tố, làm cho cái sắc diện da mình không được điều màu, thì không tốt cho da đâu.